Bia Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục vàng tại SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Srivisthun cũng đã vượt qua được võ sĩ của Lào. Thailand Liet. Ở trong trận đấu chung kết này, tay đấm Inly của chúng ta không cần phải thăm dò đối thủ mà chủ động ra đòn tấn công. Và trong những pha nhập nội, những pha áp sát thì Inly đã có những động tác kỹ thuật đánh cắm trỏ xuống. Như vậy là vận động viên của chủ nhà Campuchia đã bị chấn thương. Trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu đến đối với vận động viên của chủ nhà Campuchia. Lần thứ hai trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu đối với vận động viên của chủ nhà Campuchia. Nhằm khắc chế những pha nhập đội, những pha vào đòn của vận động viên Srivisthun, vận động viên của Campuchia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dường như ở trong trận đấu chung kết này, Bùi Ni của chúng ta vẫn chưa tung ra quá nhiều sức lực. Yến Ni là võ sĩ thiên về đánh có sức mạnh và tốc độ. The winner is Red. Và người chiến thắng ở trong trận đấu này đó thuộc về vận động viên Bùi Ni của chúng ta. Như vậy là Yến Ly đã mang thêm về một tấm chương vàng nữa cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay. Bùi Ly giành thắng bằng tính điểm sau 3 hiệp đấu trước vận động viên Srivisthun. Tay đấm chủ nhà Campuchia ở trong trận đấu chung kết hạng cân dưới 57 kg dành cho nữ. Như vậy là có một thêm một tấm chương vàng nữa về cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ còn được nghe quốc ca của Việt Nam được cất lên tại các địa điểm thi đấu của SEA Games 32. Bà chị bận to cứ sắm đại bị chị lột đôi cái đôi quần áo thọ rúp bà chị mồi cái đại tập đại nâng cái là cái ní đại bàn cho rúp bọc bọc chơi như bên này bà chị cái đôi chị anh nội sao vậy mà pay pi cho nam tiên từ bốn một căn Campuchia mà đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, lúc này tôi đang đeo chiếc vòng mong khôn của môn cun Khmer và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có một cuộc gặp gỡ với nhà vô địch của môn cun Khmer ở hạng cân 57 kg của nữ, đó là nữ võ sĩ Bùi Yến Ly. Đầu tiên thì xin được chúc mừng Bùi Yến Ly với chiến thắng tại môn cun Khmer ở SEA Games 32. Và không biết là đây là cái tấm huy chương vàng thứ tư của Yến Ly ở đấu trường SEA Games rồi. Ba lần trước thì bạn giành huy chương vàng với môn Muay, còn năm nay thì với cun Khmer thì không biết là cảm xúc thế nào? Thực sự là cảm xúc của em khá là hồi hộp ngay khi mà mình nhận được quyết định là mình sẽ được tham dự bộ môn cun Khmer. Thì không những bản thân em mà các đồng đội cũng đều chưa biết rằng là bộ môn này nó như thế nào. Nhưng mà thật may mắn khi mà em có một đội ngũ huấn luyện viên rất là mạnh, đó là thầy Dương Ngọc Hải và thầy Nguyễn Huy Thịnh. Hai thầy đã luôn luôn tìm tòi và tìm mọi cách để cho bọn em biết được cái luật thi đấu và cái mà cần điểm mạnh của thi đấu cái bộ môn cun Khmer này để bọn em tập luyện và để bọn em thi đấu. Thì khi bước vào cái giải SEA Games này thật sự là em rất là tự tin, bởi vì em đã có hai người thầy có chuyên môn và có kỹ thuật và khá là hợp với em ở cái thi đấu và cái lối đánh của em ạ. Vậy thì cái cun Khmer thì có khác nhiều so với Muay không? Cun Khmer với Muay thì là nó xuất phát khác nhau. Còn cái cách thi đấu thì cun Khmer thì họ sẽ tính đòn đấm và đòn trỏ nhiều hơn. Ví dụ như trừ những ai chênh lệch trình độ quá, đá quá nhiều hay là gối lốc ao. Còn về Muay Thái thì nó đấm đá gối trỏ và thiên về đòn gối nhiều hơn. Vậy thì Yến Ly mất khoảng bao nhiêu thời gian để quen với cun Khmer? Em phải mất khoảng độ tầm hơn một tháng để em làm quen, gần như là nó đã thay đổi toàn bộ lối đánh ạ. Vậy thì chúng ta đã có những cái sự chuẩn bị như thế nào trước khi bước vào SEA Games 32? Bọn em đã thứ nhất là học về chuyên môn, bọn em xem các bạn ở thi đấu ở trên các kênh mạng xã hội về cái bộ môn này để bọn em xem người ta đánh cái gì nhiều hơn và thiên về cái gì nhiều hơn để bọn em tập luyện.
mình cũng đã có một cái chuyến tập huấn ở bên Thái Lan ngay trước thềm SEA Games nữa. Vậy thì ở cái giải đấu năm nay thì Yến Ly đánh tổng cộng là bao nhiêu trận và có trận nào nó gây ra những khó khăn cho Yến Ly không? Ở giải này thì em đánh 2 trận. Thật ra là em không hề chủ quan và khi bước vào một trận đấu nào thì em cũng đều rất là tập trung cho trận đấu đấy. Và cũng không có gì là quá khó khăn, bởi vì khi mà trước mỗi trận đấu em đều được thầy Dương Ngọc Hải, dù ở xa nhưng mà thầy luôn luôn theo dõi trận đấu của em cũng như đối thủ để nhắn tin cho em rằng là gặp đối thủ này mình phải đánh như này, hiệp 1 đánh thế này, hiệp 2 đánh thế này. Và sau đấy khi mà đến buổi tập luyện ở tại Campuchia thì em lại được thầy Thịnh tập dạy bảo em rằng là phải vào những tổ hợp như này và đánh như này, thì em khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì em rất là tự tin. Hôm nay thì Ly cũng vượt trội hoàn toàn và cũng luôn luôn chủ động. Thực ra thì mình cũng có cơ hội để knock out đối thủ rồi đúng không? Nhưng mà mình vẫn đánh cả 3 hiệp. Vâng. Thì bản thân em thì khi mà đánh hiệp 1 đã bị đối thủ đã đếm 2 lần và mình cảm thấy rằng là trọng tài người ta kéo thời gian ra không để cái điều đó xảy ra. Thì khi đi ra thì ban huấn luyện bảo em rằng là không đánh knock out nữa, mà mình chỉ đánh ghi điểm thôi. Và đánh đến hiệp 2 thì điểm số chênh lệch quá nhiều rồi, thì đến hiệp 3 là mình không đánh nữa để mình tạo cho một các bạn thấy rằng là tôi có thể knock out được bạn, nhưng tôi chơi với bạn rất là đẹp để chúng ta cùng nhau phát triển cái bộ môn này. Em nghĩ sao về cái tình yêu bộ môn Kun Khmer của người dân Campuchia? Rõ ràng là với một cái khán đài đầy áp, và không biết là khi mà bước lên khán đài thì mình có bị áp lực nào không? Hôm nay bước lên khán đài thì em luôn tự nhủ với bản thân em rằng là khán giả đang cổ vũ cho em. Cũng như là nếu mà mọi người xem em đấu thì các bạn sẽ thấy là khi mà khán đài Kun áp lên và họ cổ vũ cho đối thủ thì em luôn luôn rất thoải mái, em coi như là họ đang cổ vũ cho chính bản thân mình, nên em không có một chút gì là tâm lý hay là sợ sệt. Em nghĩ thế nào về cái tình yêu Kun Khmer của người dân Campuchia? Thật sự là hôm nay em quá bất ngờ. Em đã thi đấu đến hôm nay là ngày thứ 5 rồi và em không thể nghĩ rằng là họ yêu thích cái bộ môn Kun Khmer như này. Và không, khán đài ở bên trên đã đầy rồi mà ở còn ngoài còn rất là nhiều khán giả muốn đi vào nữa, thì em cảm thấy là khâm phục của họ. Vâng, rất là nhiều những cái ấn tượng về môn Kun Khmer và đặc biệt là cái tình yêu của người dân Campuchia với bộ môn này. Thế còn về tấm huy chương của Ly thì sao? Tấm huy chương thứ 4 trong bộ sưu tập SEA Games rồi. Thì trước khi mà em bắt đầu vào thi đấu SEA Games thì em rất mơ ước cái tấm huy chương này. Bởi vì đây là tấm huy chương của 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp. Nó rất quan trọng, nó sẽ giúp em có được tấm huân chương lao động hạng 3. Và thật sự rằng là em không biết rằng là mình có thể đánh lần thứ 5 hay thứ 6 nữa hay không. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì bây giờ với một cái bộ môn mà đối kháng trực tiếp như bọn em thì có lẽ rằng đây là kỷ lục với bản thân của em. Yến Ly có thể giơ cao tấm huy chương vàng và hãy cho quý vị khán giả thấy được là cái vị của tấm huy chương này như thế nào không? Thật sự rằng là nó quá tuyệt vời anh ạ. Vị của nó như thế nào nhỉ? Nó đã trải qua rất nhiều mồ hôi máu và nước mắt rồi thì đến bây giờ nó sẽ là vị ngọt anh ạ. Vâng, một lần nữa thì xin chúc mừng bố Yến Ly và chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng Yến Ly cũng sẽ tiếp tục được tranh tài ở những kỳ SEA Games tiếp theo và hy vọng mà Yến Ly sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Moi để có thể tiếp tục phát triển bộ môn này. Vâng, xin được cảm ơn và chúc mừng Yến Ly. Biết Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục vàng tại SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.